Rồi, máy đi. Lời đầu tiên Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Và cũng tiếp tục cái buổi thiện nguyện ngày hôm nay. Hôm nay đi nguyên ngày luôn quý vị, ba anh em đi từ sáng giờ, đi đến từng hộ từng nhà mà ba anh em quên ăn trưa luôn. Giờ này cũng không biết đói nó quên ăn trưa. Rồi mời hai bạn đồng hành vô mình chào quý vị khán giả ha. Bạn YouTube Sông Hậu 67 và bạn Cuộc Sống Anh Ta 360. Nhân viên hôm nay thì đến tiếp tục trở lại thăm nhà của em Minh. Em Minh thì quý vị cũng biết đã lên mới đây lên hai cái video. Thì cái video thứ hai em nhận được một chiếc xe của Mạnh Thường Mỹ giấu tên, chiếc xe lăn rất là đẹp luôn. Rồi cái phần cái video trước là nhận được phần quà với tiền ha. Rồi hôm nay coi như là trả lời thăm em á, với cái ước nguyện của em là em ước nguyện là có một chiếc xe và có tiền để mua bông gạc để mình thay ha. Thì cái ước nguyện đầu tiên là mấy bữa trước là mình được đạt được chiếc xe rồi. Hôm nay lại tiếp tục đạt được cái ước nguyện thứ hai nữa, coi như là viên mãn ha. Được một số tiền của chị Mạnh Thường Phương, đó là chị Giang Nguyễn ở bên Mỹ gửi về cho em với số tiền là 2.2 triệu. Rồi, em cầm đây. Đây là 4 tờ 500 và 2 tờ 100, là số tiền 2.2 triệu là của chị Giang Nguyễn ở bên Mỹ. Dạ, em cảm ơn chị Giang Nguyễn ở bên Mỹ rất nhiều. Tại vì chủ nhật này em cũng tới thay ống nè, có tiền này chủ nhật này em đi Long Xuyên thay ống. Cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng chút nữa cũng đi mua gạt, mua ống, mua bịch nữa, mua gạt, mua băng keo rồi á. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều chị ơi. Cảm ơn anh, cảm ơn ba anh với chị luôn. Vui không? Giờ ba anh với chị mới có số tiền này đi thay. Có. Rồi chị mà... thấy sao? Em cũng vui. Thì được có số tiền này cho nó chủ cũng nhật mang thay đầy đủ, cho nó bớt bệnh đồ đỡ đạp. Tại thay ống nhà ba chị. Tại 2-3 ngày nay rồi, anh về nó cũng sốt luôn, bệnh nó cũng ăn. Hành nó cũng nứt, nứt bụng hết chứ. Nứt cái bụng rồi hết, nứt nứt bụng hết chứ. Chủ nhật đi thay ống. Mất kêu xe ôm chở. Cũng nhờ... Dạ. Cũng nhờ cái lòng thành của mình ha. Dạ. Cũng nhờ ơn trên độ nên mà những dạ. Cái ước muốn của em học clip đầu tiên em nói là em ước là được một chiếc xe mới để mình ngồi nó đỡ nhiễm trùng. Cái thứ hai là có một mớ tiền để thay ống mua bông gạc ha. Dạ, thì rồi, tất cả hôm nay cũng ở nhờ tấm lòng thành của em thì em cố gắng ha. Cố gắng thật nhiều vô. Để em cũng mới thay nè, mới vệ sinh nè, còn đỏ. Không phải cái gì đó tự nhiên dạ. Nó đến với mình được. Không có cái gì gọi là tự nhiên hết. Nó cũng phải có cái sự nhân duyên đó, nhiều cái nhân duyên nó kết hợp là mình mới được cái viên mãn ngày hôm nay. Mới ước chơi chơi tưởng đâu là ước chơi thôi. Mình nghĩ nó không có đâu ha. Với xe xếp đằng... cái nó nên sợ nhiễm trùng đủ thứ nó dưới này. Là không cho mấy anh con lỗ. Tuy rằng cái số tiền... Bên đây là 7 năm mới hết. Bên đây cũng lỗ 7 năm mới hết. Bên đây mới tháng 7 năm rồi 2023. Là một tháng là mổ 2 lần đó, anh nói anh đó. Còn rồi, tại không cho con bác sĩ là tự nó ngoài tự không cảm giác thịt rồi đó là như người ta 3 năm lần nó 10 lần ngoại tử cũng như chỗ này giờ anh chặt không biết ra anh lấy dao anh chặt luôn chỉ ra máu thôi à ngày chở mà người ta chở phỏng bô mà không biết nữa nè hai bên không biết đau luôn không tơi suốt à cũng như mấy người nứt hết nè nứt hết trơn cái nó chết cái bồ chỉ máu nứt ở trơn nè ta chở đi không biết đau nè bây giờ là vớt xuống không biết đau không chỉ là chặt luôn á dằn suốt đi liệt luôn kiểu như ống nhiều khi nó không ra nước hết mổ nhiêu đây nè đo nhìn mổ đường dài lắm L1 đâm vô tỷ luôn rồi hai ba bữa nay ngồi xe mới yêu ha ở như này khỏe đỡ đau ha nó nói chị ông bác chỉ mặn thải ống cho em ông nói cái xe cái trời cũ giá lo tiền để nói với ổng mà hổng về tính xin chị mà thấy má ông thầy sau lưng đa khoa bác sĩ mặn nè bác sĩ Chí thì chị cái đích thì đường chặt hơn đạo
chỗ đèn bún ngọn á, có chỉ trí là lòng đâm lòng xiên mới thay được, chậm xá thay không được, đâm thí không à, không biết. Mỗi lần có xuống chậm xá đâm rồi 12 giờ đêm bữa giao thừa mất điện bắt măng ngược chậm xá lên luôn á, chở dưới thay rồi ngược chậm xá phải lên đây bắt măng đó mới điện về đây chị, người đó mới lùi. Tiền này cũng có mơ dạ, chủ nhật nhiều. Đi thay ống với mấy anh kêu xe ôm đi thay ống vậy, mỗi một lần mỗi lần thay ống thì mình tốn chi phí cao nhiều, tổng chi phí hết đó, đi hết á tiền phà 12.000 mình chịu luôn. Xe ôm trăm giữ như bắt măng lần trăm giữ, nếu chưa mua thuốc này thì mua theo kia cũng phải rồi giữ ống bịch cứ 5 ngày thay một bịch về là bỏ nè, để nhiễm trùng là nửa tháng là thay hai lần, có khi ống này thay chiều nay mới ngạt cũng không chừng, có khi nếu không ngạt thì nửa tháng nửa tháng hai lần, vậy là mấy chiều này mình chờ một tháng là thay hai lần ống này, rồi 5 ngày thì thay một bịch đi thay ống rồi cũng được hai lần. Nếu có ngạn vậy hả? Dạ. Tháng thay hai lần mới để nhiễm trùng. Nếu mà ống vợ một lần thay nhiêu? Là đi xe ôm chăm giữ, tiền thay ống chăm giữ xe ôm đa pha đó. Rồi mua nữa. Bên đây cũng có bệnh không có ống này. Mất mua ở bên Long Xuyên trước. Đấu có điện, 300. Dạ. Có là thay 300. Chứ mua 5 ống Hà Tiện á. Chứ mua là nếu tiền nhiều thì tiền theo số tiền mà mình đi. Chị ba cho nhiều mình đi nhiều, mình giảm lại. Có nhiều thì mình mua chục ống là 200 ngàn. Tóm lại là một lần sai là bao nhiêu thì đi hết luôn đi. Mua thuốc hết luôn cả 700-800, có khi 900 tùy theo vô lượng. Vậy là một tháng thay hai lần, nhưng mà hôm nay em thay nhà ba lần phải tiền đi không nổi nhà dạ, tiền đi không nổi thay nhà nó hành nóng lạnh này ba tháng vậy thì cái kiểu đó là tiền đâu rồi chịu tiền ở đâu. Trời ơi em đeo đẳng dữ dằn mặn nhiều, mỗi lần chị ba mới đi bé bắp sáng đêm nhá, giờ này chiều đi tới chiều này về. Là đi tới sáng về chiều đi sáng về nghỉ sao phải thất ai rồi nổi, mỗi lần thì thay đã phải nhiều để cũng lo chứ mất lắm. Giờ mỗi lần đi thay liền á, giờ ít lắm tại tiền bạc em, giờ có khi 4 ống chưa thay đa pha đủ thứ tiền hết, đi bệnh viện là ống tiêm bôi trơn, nếu anh thay mua cho nó giảm chút vô cái tiền bệnh sơ sơ, nếu muốn rút cái ống này ra là mình phải rút ngay chân chỗ này nào, một ống 10 sơ sơ đến đây kéo ra trong chẳng có con bóng á, rút ra rồi mới kéo nó ra rồi mới rút nước nước biển sạch xong đâm ống vô mới lụi vô cái trong tổng con bóng nó phì ra con bóng bên lớn, cũng như cái lớp bơi mà máy mình vậy đó, nếu mà nó xì lớp bơi dưới là nó không ra nước ở trên này ăn gì rồi, hôm nay ba là dạ bổ mai nha cái chuyến đi thiện nguyện sáng giờ sẵn dịp có cô dịch chị Giang Nguyễn bên Mỹ có gửi theo lẽ là không có đi qua em đâu, nhưng mà tự sẵn kết hợp với chuyến đi sáng giờ đi ngang đó thì ghé trao cho em luôn, tự để cho em tranh thủ đang cho em có số tiền em mua băng gạc thuốc men đủ à, chứ anh cũng tính là để có chuyến để nhiều hay gì đó thì em đi, nhưng mà thôi sẵn dịp thì trao cho em luôn. Ba anh với chị rồi em thay mặt là tại không biết nói gì cho nên nằm với chị nghĩ không biết nói gì. Quý vị, Minh Hoàng thay mặt gia đình em Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ kịp thời cho em Minh có được chiếc xe cũng như số tiền để em có thể duy trì cái cuộc sống của mình. Một lần nữa Minh Hoàng xin cảm ơn quý vị mạnh thường quân rất là nhiều. Và trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Quý vị nhớ like, chia sẻ cũng như đăng ký cho Minh Hoàng cũng như ủng hộ Cuộc Sống Anh Ta 360 và kênh Sông Hậu 67 để anh em có nhiều động lực hơn nữa đi trao những cái phần quà, những cái niềm vui của các quý vị mạnh thường quân gửi đến cho những mảnh đời khó khăn. Chào cả nhà ha. Cảm ơn ba anh chị chủ nhiều. Tăng chứng. Này mấy cái quán cơm tư chẳng còn không biết gì. Chị nhắc nó không có con. Thôi được rồi chị ơi, thôi. Đi đây ta. Thank you.
biết.